Hello tất cả anh em nha và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Biosugi đây và chào mừng anh em đã quay trở lại với cái series mà Biosugi chơi đấu trường chân lý này anh em ơi. Thì tiếp tục quay trở lại với những cái dấu ấn mà mình muốn gửi tới tất cả anh em nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em thực hiện một cái thử thách, đó chính là làm Renekton pháp sư và phải là 3 sao nha. Vậy mới gọi là thử thách chứ 2 sao thì quá bình thường rồi. Với lại 2 sao thì mình nghĩ nó cũng không có trụ nổi để mà nó quay 2 lần đâu anh em ơi. Và cái con Renekton pháp sư này thì thật sự là mình đã chơi thử rồi và cảm nhận riêng của mình đó anh em, nó rất là mạnh nếu như có đồ thế giới. Còn nếu như không có đồ thế giới thì nó vẫn mạnh. Thì ngày hôm nay mình sẽ cố gắng làm Renekton pháp sư 3 sao và đồ thế giới luôn nha anh em ơi. Đó chính là găng bảo thạch và cùng với vô cực kiếm nha. Làm đồ thế giới này thì hên xui luôn anh em, nếu mà nó rất là đúng đồ thì mình có, thì không thì thôi. Đánh ra người đá nó không rớt cho mình một món đồ là anh em hiểu rồi chứ gì. Đầu game đến giờ là nó rớt cho mình 3 món. Một cái nước mắt, một cái giáp lưới và một cái đai lưng khổng lồ. Với lại đánh nảy ra người đá nó không rớt đồ cho mình luôn. Vãi đái không, rớt tướng, rớt một con tướng 3 tiền, không rớt đồ, không rớt cái quần què luôn ra người đá anh em. Rất là khổ anh em ạ. Cái này thì mình mong nó rớt đồ chuẩn như là găng bảo thạch lột, như là găng đấu tập rồi gãy quốc khổ kiếm bay ép các kiểu anh em, để mình ghép Renekton pháp sư đồ thế giới cái. Và rất là tuyệt vời này mà, từ đầu game đến giờ luôn, từ đầu game đến giờ luôn nha, đến round thứ 3 rồi mình chỉ mới roll ra được một con Renekton thôi, mình đã tốn biết bao nhiêu là tiền cũ rồi. Ít nhất nãy giờ là mình cũng phải tốn là hơn 20 đồng và cùng rất là nhiều khoản tiền khác ở lúc đầu game để mình roll con Renekton anh em, mà nó chưa lên level 2 luôn. Level 2 thì nó là sang quá anh em, nó mới có một con à. Nó mới có một con level 1 à. Không biết có lên nổi 3 sao không nữa. Ấy ơ, rồi cái round nào mình cũng roll đó nha anh em ơi, roll là roll chết mẹ luôn á. Mà không ra là không ra đó ông giáo. Ok, và nếu như anh em nào có ý tưởng nào hay hãy đừng quên bình luận ở phía dưới nha. Bình luận ở phía dưới phần mình ghi nha anh em ơi. Anh em cứ góp ý tưởng ở phía dưới rồi những cái góp ý anh em về kênh của mình, cách làm video của mình và muốn mình phát triển như thế nào thì hãy đừng quên góp ý ở phần mình ghi với nha anh em ơi. Còn anh em nào tham gia event á, anh em hãy cứ bình luận ở phần phía dưới nữa là được rồi. Đấy, để cho mình phân biệt ra hai cái để mình đọc mấy ý tưởng của anh em cho nó dễ, cho nó khỏi bị lạc và khỏi bị lộn, khỏi bị lẫn đi đâu anh em. Ông này là Renekton 2 sao của tôi nè. Nhưng mà Renekton mình nhớ không nhầm là có gần 30 con lần hay sao á, con 1 tiền á là 20 mấy con lận, mà mình chỉ còn có 9 con à. Mà nãy giờ từ đầu đến giờ mình roll chích con mẹ luôn mà không ra được một con anh em ạ, khá là buồn. Ok, tiếp tục roll nha, mình khô máu luôn mà anh em. Ok, một con nè, mừng vãi. Một con nè, úi xòi, được quá nhờ. Sau bao nhiêu mày mà công sức tím kìm thì lo được 2 sao rồi, tuyệt vời. Mà fail nè, có ma fail này, mình nghĩ là mình nên bán cái hệ rừng tự nhiên rồi thôi anh em ơi, bỏ ma file với lại tay ly da vào. Ok, vẫn kích được pháp sư với lại đất hộ vệ nước các kiểu luôn, cái này hợp lý hơn nhiều anh em, cho ma file luôn đi. Trước khi lên level 6 á anh em, là còn tầm 2-3 ra mà lên level 6 á, thì mình nếu mà chưa lên Renekton 3 sao á, thì mình sẽ xào hết tiền để mình run con Renekton 3 sao luôn nha anh em ơi. Trước khi level 6 nha, tại vì level 6 á, là cái tỷ lệ ra tướng 1 tiền á, nó giảm mạnh luôn. Nên mình phải roll, bắt buộc phải roll lên Renekton 3 sao ở ngay level 5. Còn nếu mà không lên được thì vứt thôi, là không bao giờ lên được nữa, rất là khó. Có thì vàng, có nước mắt, có gãy quốc khổ nhưng không có găng đấu tập, what the fuck. Ơ, không có một cái găng đấu tập nào luôn kìa anh em. Đùa. Mà cái găng đấu tập mình lại cần nhất, thôi mình lấy nước mắt đi. Tại vì mình có linh cảm rằng là tí nữa nó rớt thì vàng á. Không có thì vàng không ai lấy kìa. Cái gì vậy? Thì vàng kìa. Ua, cái thì vàng top 2 lấy không phải sao ạ. Này lấy thì vàng mẻ rồi. Mà mình có linh cảm trận này nó sẽ rớt ra cái thì vàng cho mình à. Tại nãy đánh người đá nó không rớt đồ. Mà thường mấy cái răng người đá mà không rớt đồ thì tí vào lay 1 là nó rớt đồ lớn, 2 là nó rớt rất là nhiều tiền, còn thứ 3 đã rớt thì vàng. Mình đã gặp trường hợp gì rất là nhiều rồi, nên mình mong là nó rớt thì vàng anh em. Mình lỡ lấy nước mắt rồi, phải biết không lấy thì vàng, mình lấy thì vàng mẻ rồi anh em. Chơi thì vàng à, vãi cái đái thật, thì vàng không có lấy anh em ạ.
cái đội hình của mình cũng đẹp rồi nè anh em, thì chỉ cần rèn cái top 3 thôi là perfect. Và mình chưa có món gì gọi là có thể ghép được cái đồ thế giới cả găng bảo thạch hay là cái vũ kiếm cả anh em ơi, chưa có món nhỏ nào để ghép luôn á. Hơi khó rồi, mong là nó rớt ra đúng đồ để cho mình ghép nó nhẹ nè. Đội hình này mình cũng thắng được hai cái bộ anh em, mình cũng mạnh mà đúng không, mạnh chứ bộ. Ok, tiếp tục roll nha. Mình giờ mình sẽ để dành tầm 100 đồng mình roll luôn anh em, mình chơi lớn lắm mà. Mình để dành đến round quay round sói đi, xong rồi thêm một round nữa mình roll. Anh em có nghĩ là mình sẽ lên được 3 sao không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nha. Từ đây đến round thứ sói xong rồi round quay round sau nữa, ít nhất là cũng phải được 90 mấy đồng hoặc là 7 hoặc là 80 mấy đồng đó, mà nếu như mà đánh quá rất tiền á thì tầm 90 mấy đồng đó anh em. Tầm đó mà không lên 3 sao nữa thì mình cũng chịu nha. Riêng cái rau này là 76 tiền rồi anh em à, 76 tiền. Hết cái rau này nếu như mà rớt tiền thì cũng phải là ít nhất là hơn 90 đồng ở cái rau tiếp theo. Mà mình roll khô máu mà nó không ra thì tốt toàn 3 sao nữa thì mình chịu nha anh em ơi, mình chịu ấy. Để xem thử nào. Cái này tốc độ tích tiền phải nói là tốc độ ông nội luôn rồi anh em, tốc độ tích tiền ông nội luôn rồi. Tiền tích quá nhiều đây. Nó thì vàng nè, thấy không? Cái vàng vàng đó mình chưa biết cái gì nhưng mà mình nghĩ là nó thì vàng á. Hoặc là một cái món đồ lớn, hoặc là một cái Nico. Biết ngay mà, rất ngay thì vàng anh em ạ. Vậy là có thêm một pháp sư nữa rồi, hợp lý. Ok, 90 tiền nha, mình sẽ roll nè. Nó không lên rồi nó toàn 3 sao á thì mình cũng quỳ mình lại mình ạ luôn á. Mình vẫn sẽ bắt những con mình cần nha anh em. Mẹ pha này. Thấy là hơi no hope rồi đó. Thấy mà roll gần 30 tiền mà không ra một con nào là thấy là hơi no hope mà. Anh em cứ xem đi nha, mình roll cái nhẹ ra. Vâng, một con rồi nè. Hai con. Anh em tin được không? 40 tiền. Mình roll ra được hai con Renekton. What the fuck? Anh em tin được không? Chứ mình là cảm thấy là hơi bị vô vọng quá anh em. 40 tiền, mình roll ra được hai con Renekton. Phải cái đái thật anh em ạ. Tiếp tục roll nha, mình khô máu luôn mà. Cinderai này. Roll khô máu luôn mà anh em, tầm này là vả lắm rồi. Phải roll thôi, roll mình up cấp sớm thôi. Ba con nữa. Torres ra nhiều quá, mình mua cũng lên 3 luôn rồi đó. Nhưng mà mình không có muốn tốn tiền. Một con đó nè. Mà pha nè. Ok, chúng ta tốn là chắc là cũng gần 100 đồng. Gần 100 đồng để roll Renekton và nó vẫn chưa lên 3 sao anh em ạ. Chơi hơi lớn từ vị trí của Bill Steger rồi và anh ta cũng như là rất là lỗ trong thương vụ này. Anh ta lỗ vãi cả đái luôn. Tận hai con nữa mới lên được Renekton 3 sao, đùa. Mình lên để mình nâng cấp mình bỏ nó vô nữa anh em. Khô máu luôn mà, chơi lớn luôn mà, một con nè. Rồi một con nào, một con nào. One more. Một con nữa.
Đây rồi. Nâng cấp luôn nha. À quên, không đủ tiền. Mẹ. Thay con này đi. Má, mình tốn ít nhất là 100 đồng anh em. Ron rất toàn 3 sao. Thấy nó một thương vụ phải nói là thất bại luôn anh em. Thương vụ thất bại nhưng mà không sao, chúng ta cũng đã lơ được rồi, cái nhiệm vụ chính thì đã hoàn thành được rồi, giờ chỉ cần up cấp và giành top 1 thôi. Wow, rồi nó toàn hồn máu kìa, kinh ngợp, cái này là chưa có đồ á. Wow, đem rồi nó toàn mới bỏ vô, công nhận là ảo thiệt, ảo thiệt. Có ghẻ quá khổ, không có găng đấu tập à. À có một cái găng đấu tập, hai cái găng đấu tập, nhưng mà mình sẽ lấy ghẻ quá khổ nha anh em, để mình ghép cái găng bỏ thạch cho con này nó toàn trước đã. Cái gì cần hoàn thành trước thì cứ hoàn thành đi. Thì vàng thì anh em cứ lấy thoải mái nha, không có cần. Giờ mình chỉ mong làm sao mà tới cái rau quá cuối cùng nó rớt ra găng đấu tập với lại kiếm BF luôn, để mình ghép cái ghép cái kiếm BF lộn, ghép cái gì ta, vô cực kiếm nhá. Đúng rồi, ok, đội hình khá là đẹp rồi. 6 pháp sư, 2 đất và 2 nước. 2 nước cũng đủ rồi. Cái đồ này thì chắc mình sẽ ghép cho con rửa tôm một cái găng bảo thạch trước, rồi tí nữa có đồ gì rồi mình ghép cho nó sau nha anh em ơi. Tại vì găng bảo thạch nó chí mạng, nó quay hồi máu cũng hơi bị kinh đấy, không đua được đâu. Xoay đi em ơi, xoay mạnh cho anh. Nice job. Wow, đúng là con này nó to này, nó không làm mình thất vọng thiệt đó anh em. Đem về hồi máu á, nó trâu nữa, gánh tem cũng lực lắm chứ bộ. Đùa à, mấy con pháp sư khác mình làm có hơi tấu hao một chút, nhưng mà con này mình cảm thấy nó mạnh thiệt, mạnh thiệt. Mình giờ mình còn mình tích tiền, mình up cấp 7 nha anh em, để mình lấy 4 nước cái. 4 nước đủ không ta? Không phải, ốc cấp 8 mới có 4 nước rồi. 8 mới có 4 nước. Cấp 7 thì vẫn 3 nước à. Rồi, công nhận Redstone này nó xoay nó hồi máu trâu thiệt đó em. Ây da, gần 5.000 đam. Kiểu như là đam của team nó là nó làm hết rồi. Mang kia là chỉ gây hiệu công chế thôi. Đam nó làm hết rồi ấy. Uầy, con Nautilus này ra nhiều thế. Mình mua chắc cũng lên 3 luôn rồi ấy. Nãy giờ lúc mà mình roll con Redstone này là Nautilus và là Tourette. Thề là nó ra mắc nhiều luôn. Mình một cái slot mình mua hết để lên 3 sao hết luôn ấy. Nãy level 5 mà mình còn roll được Mafia 2 sao là anh em hiểu rồi chứ gì. Level 5 Mafia 2 sao tỷ lệ chỉ có 5% thôi. À, đó là ảo. Cũng như là level 5 mà có brand 2 á. Nhưng mà cái này nó ra cho mình Mafia. Ok, tiếp tục rớt một cái thì vàng, what the. Và nó không rớt ra cho mình một cái găng nấu tập và cũng như là cái kiếm BF nào anh em ơi. Ok, vậy là chúng ta sẽ có Redstone pháp sư và đồ mạnh nhất thế giới nha. Chứ không phải là đồ thế giới nha anh em ơi. Tại vì nó không có vùng kiếm rồi. Đành chịu rồi, giờ mình sẽ không ghép đồ cho Redstone nha. Mình sẽ đợi đến cái rau đi chợ thứ 5 á, coi thử đồ lớn của nó có vô cực kiếm hay không nha anh em. Nếu mà có thì mình lấy mình ghép luôn. Tại vì nãy giờ mình thấy là không ai ghép vô cực kiếm cả. Với lại là mình nghĩ là nó sẽ có đó anh em. Không có rồi thôi, không có thì mình lấy món khác cũng được, chứ là nhiệt căng. Mình đang có một cái quỷ thư wow, đang mắc ảo luôn em à. Anh em nãy nhìn thấy không? What the fuck.
đem siêu siêu ảo luôn ấy. Đấy, giờ mình còn đang một cái quỷ thư dành cho Redstone này em. Nếu như mà tí nữa nó không có vũ kiếm á, hay là một cái món gì đó phép mà toàn diện á, thì mình sẽ ghép cái quỷ thư cho con Redstone luôn nha. Còn nếu mà tí đi chợ có kiểu như là muốn phù thủy nè, hay là vô cực kiếm nè, đấy thì mình sẽ lấy mình ghép cho con Redstone, còn không thì mình ghép quỷ thư nhá anh em. Cứ để đồ đó đi, tại vì giờ mình cũng đang mạnh mà, không cần thiết phải ghép. Lạ nếu mà tí nữa cái thì vàng này tí nữa mình nâng lên level 8, mình bỏ tờ rép với Nautilus vô là mình sẽ có 3 hộ vệ, 4 nước, 6 pháp sư và 2 đất. Mình sẽ ghép cái thì vàng này với cái dép để lấy 4 hộ vệ luôn. Hợp lý á. Redstone gánh đi em. Hoài đem thề là siêu ảo luôn. Một lần nữa nào, quay lần nữa, quay lần nữa. Mày, mày nè, ok. Ây da, bị chói này mà. Nãy mà mình ghép quỷ thư là mình thắng rồi. Nhưng mà ok không sao ạ. Thua thì thua chứ cái sao đâu. Ông này bờ rông đồ thế giới quá. Chào quá ông ơi. Up cap luôn đây nè. Mình nghĩ là up luôn. Up level 8 mới được, phải up level 8 mình mới có 4 nước anh em. Ok, tạm thời là vậy đi, tại vì level 8 thì chắc cũng gần đủ rồi, tầm 2 round nữa là đủ. Ây giờ không có cái món đồ nào đẹp rồi, chỉ có giáp thiên thần là đẹp nè, nhưng mà mình muốn cho nó full phép anh em. Chắc là mình sẽ lấy gậy gậy lốc đi. Nghĩa là mình sẽ lấy gậy lốc, tại vì cái con bờ rum của tem bạn á, cái thằng này top 1 nè, nhìn có hơi nản anh em à. Nên tí nữa có gì mình sẽ lốc nó trước để tem mình đánh mấy con sau á, cho đánh con bờ rum nó sáng mai á, mình thề. Lấy gậy lốc đi. Ok, giờ mình sẽ tiếp tục chờ nha anh em ơi, chờ đến cái rau rồng đi. Có thử cái một cái điều kỳ diệu đặc biệt nào chờ đợi mình ở rau rồng hay không. Nếu mà có đồ đẹp quá thì mình sẽ ghép cho Redstone, còn không thì bắt buộc em ấy là phải xào quỷ thư rồi. Quỷ thư cũng mạnh mà, nhưng mà kiểu như là nó không có full phép quá anh em. Mình muốn là một phù thủy hay là kiếm cái vô kiếm gì á nó mới đẹp. Mình sẽ hất tung với con Vigai của ổng nha, hoặc là con bò ran cũng được. À, con bò rông đi, hất tung con bò rông nào. Hợp lý rồi đó. Chứ mà con bờ rồng này đánh thì thật sự là thua chắc ạ. Ây da, vẫn thua con này mày. Ông này mạnh quá, ông này mạnh quá đâu ơi. The fuck out. Out. Rồi, 6 pháp sư, 4 nước, 2 đất và 3 hộ vệ. Tí nữa thì không có gì đặc biệt thì mình sẽ ghép 4 hộ vệ luôn. Cho nó trâu, mặc dù ông kia là phép nhưng mà có thì ghép thôi chứ. Mình sẽ hất tung, vẫn là tiếp tục con bờ rồng nha. Để ông bờ rồng nó trâu lắm anh em mà, không chơi được. Ông này Vigai sắp 3 rồi. Ba con Vigai nữa là 3, tí nữa mình sẽ bắt mấy con Vigai của ổng. Chứ để ổng lên Vigai 3 là mình xác định luôn á. Đúng là 4 nước cái khác bọt thiệt. Wow, đúng là 4 nước cái mạnh hẳn ra luôn á anh em. Ây da, sao lại là cuồng đao như vậy á? Sao không phải là có muốn vô tỷ đi? Rồi xong cái cuồng đao này là mình không có thể ghép được cho con này đất to rồi. Giờ mình sẽ ghép quỷ thư luôn đây em ơi, tại vì hết cơ hội rồi.
Nếu mà cái vô cực kiếm là ngon hơn. Nãy em thấy không? Chỉ mới là cái găng bảo thạch thôi mà hồi nãy nó crit dam lên là đã 500 dam mỗi đứa rồi. Mình đã test thử rồi toàn pháp sư 3 sao và đồ thế giới rồi, là găng bảo thạch với lại vô cực kiếm á, nó xây một phát chí mạng thôi. Anh em biết nhiêu dam không? 1.000 mấy trăm dam, 1.000 mấy trăm dam. Nhưng mà cái đó là phải có vô cực kiếm nha, để nó cộng dồn với nhau á. Găng bảo thạch một mình á, thì nó vẫn mạnh, nhưng mà crit nó không mạnh bằng vô cực kiếm với lại găng bảo thạch được anh em ạ. Nó combo cũng như là thế giới rồi. Nhưng mà thôi, có thì xài, không có thì thôi, mình bị căng. Mình sẽ bắt con Viga của ổng nha anh em, ổng gần lên Viga 3 rồi, phải bắt thôi, không bắt là thua á. Bắt được hai con luôn nè. Bắt được tận hai con anh em à, ngon rồi. Ổng à, ui, ổng một con Viga nó lên 3 sao kìa, chúng mày. Cái đồ này cho Liberlang đây, tí nữa bờ ra lên hai bán Liberlang sau. Mình sẽ hất tung cái con bờ rơm của ổng nha, tiếp tục là con bờ rơm thôi. Hắc não liên tục, không có được xe đò. Ok, quẩy đi em ơi, rửa toàn xoáy đẹp nè, góc này xoáy đẹp nè. Xoáy. Chỉ có quỷ thư mới trị được con bờ rơm hệ đồ thế giới này thôi chứ. Mày nè, phải bắt con Viga tiếp nha anh em ơi, chứ để ông lên Viga 3 là đi luôn cái game ấy. Ông một con lên Viga 3 rồi. Ok, một con nè. Mình bắt ba con luôn á. Mà ổng còn lên được nữa thì mình chịu nha. Ổng còn một con Viga nữa là ổng lên 3 sao. Một con nữa. Mà tổng Viga hình như là có mười mấy con, có 16 con hay sao á. Mình bắt ba con, ổng có 8 con, là 11 con. Ui, còn rất là nhiều Viga anh em. Mẹ, ổng lên được thì cũng không phải là chuyện gì để hay trở lắm. Tiếp tục hót nha, hót con bò rơm tiếp. Hắc não liên tội mà. Nãy giờ con Rinnestone nó chưa kịp chơi gì anh em à, cứ vào là con tay ly giấy là hót ra, khó chịu ghê á. Cứ nãy giờ luôn á, mình để ý rồi nha, con Rinnestone cứ vào chơi là tay ly giấy nó lại hót con Rinnestone ra, khôn vậy. Rồi xong ông Kim Viga 3 rồi. Rồi luôn ly bình lăng 3 luôn, what the fuck. Nghĩ là mình sẽ bán Viga thôi, tại vì giờ giữ cũng không có ít lợi gì cả. Bán Viga Rombrand 2. Đây rồi, bán Libra Lăng. Bỏ Brand vào. Ngó, giờ mình phải hóc con Viga của ổng thôi. Phải hóc thôi. Ok, trận này cứ hóc con Brom trước đi nha anh em. Tại vì con Viga, có thử nó mạnh hay không nè. Đồ thế giới luôn rồi mà vẫn thắng này, là Viga nó không có như lờ đồ bên em mà, chủ yếu là con bờ rôm nè, mình phải giết hết hàng tăng của nó xong rồi giết hàng sau nó dễ lắm. Trời đùa hả, nó ra này lại ra mũ phù thủy luôn ông giáo. Nếu mà ra trước sớm thì mình ghép mũ phù thủy cho nó to luôn rồi anh em. Mà ra trễ quá, cái này chắc mình ghép cho bà Ram thôi. Chứ giờ hết rồi, trận này ghép cho Mafeo. Ghép cho bà Ram mạnh hơn á, mình run Syndra 3 cái nha. Tại vì Syndra 3 thì nó cũng câu được kha khá thời gian á, chứ không phải là đùa đâu. Viga quăng một phát không chết là cũng lật kèo á. Ok, giờ mình có hai sự lựa chọn, một là hất tung con lộn con Viga, hai là hất tung con bờ Ram. Cần thế nhờ, mình sẽ hất tung con Viga đi. Hất não quá nhẹ nè. Ok, đỡ mà pha đây cho nó hút quá anh em. Hút dính vô mày mày một đám đó. Hút, hay quá, hay quá. Rồi Redstone vẫn đam chính anh em à. Đam rất là kinh. Nhưng mà bị xích bị chói nhiều quá. Riton nãy giờ hát cứ bị xích rồi bị hất tung rồi bị chói, khó chịu thiệt.
Rồi Cinderella 3 đó nha anh em. Rồi nó cũng được lợi nhiều lắm. Ok, hắc não quá nhẹ liền anh em. Phải nhanh cái tay lẹ cái chân lên. Đúng rồi. Ôi, Vega bay đã qua một phát hai đứa như này thì cố lên anh em ơi. Dưới nó lẹ, dưới nó lẹ, dưới nó lẹ. Vega bay đúng là một cái thế lực mà. Ai. Oh shit, mạnh quá. Ông này mấy Vega bay đồ thế giới nữa kìa. Vega bay mà còn thêm combo cái mũ phù thủy nữa thì mặc dù là cùng đồng cấp là 3 sao đó, nhưng mà một quăng thì vẫn đa như bình thường thôi. Cái đầu mấy cấu thì muốn phù thủy rồi còn quyền trượng rồi còn kiếm súng hết test nữa, hồi máu nữa, gãy lốc rồi. Ông này hên thế. Nãy giờ mình ngay mình giết ổng chưa chết đó, tại vì lúc đầu ổng xanh quá anh em, lúc đầu ổng nhiều máu quá. Mình lúc nãy mình còn có ba mấy máu mà ổng còn gần 100 máu mà anh em, giết ổng có hơi lâu. Cái Nico là ngon. Không có rồi. Một âm này, ôi xin ra nè, một con nó lên ba nè. Con xin đã ra nữa nào anh em, lên bay sao cũng câu giờ được quá trời luôn á. Inni ra nhiều thế nhỉ. Xin đã ra đâu rồi. Ok đây rồi. Rồi xin đã ra 3. Nói chung là cũng câu giờ một tí. Cái này cho Bran thôi anh em. Bran gánh tem cũng lực á. Mình sẽ tiếp tục hất tung con Viga của ổng nha. Ổng tưởng mình hắc não nhưng mà thật ra mình không. Mình vẫn cứ để yên thôi. Não với chúng tôi. Rồi má pha bị câm lặng rồi. Ông còn lóc con Bran của tôi nữa. Hoài má con rồi nó toàn bị chó, bị xích như một con chó luôn này mà không chơi được luôn mà. Không chơi game được luôn. Sao mấy con Lee Blanc với lại con Talia này nó khôn với nhờ. Nó cứ hất tung với con thì nó toàn của mình không à anh em. Nãy giờ luôn anh em cứ để ý là anh em thấy à. Đúng ảo luôn ấy. Cần thế. Con video 3 của ổng khó xử lý thiệt chứ. Mặc dù hất tung rồi đó. Mình sẽ hất nặng một tí nha. Chắc chắn là mình sẽ chuyển đội hình ở cái cuối game nè. Mình sẽ canh rồi mình hất tung. Đó đó tôi biết ngay mà. Cái này để đây cái này. Rồi ok. Ok video hất tung. Được rồi. Đẹp mà phải ủi đẹp. Anh em thấy con thủy tế to không? Cứ vào là bị con tay Lyzen hất ra. Anh em cứ để ý đi. Mắc ảo luôn anh em à. Nó không được chơi game luôn á. Nhưng mà thắng rồi, thắng luôn ngơ. Thắng luôn, ok. Và GG tất cả anh em nha. Và tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em ở đằng sau nha. Hãy chắc rằng nhớ like và xem một bên nhé. Bye bye.